Mến chào quý cô chú chị đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay kênh có quay lại nhà vườn của chị Nguyễn Ngọc ở Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số hoa kiển nha. Thì hôm nay có hoa giấy Mỹ ghép nhiều màu, rồi Mỹ hồng, rồi có một cái cây trang tàn lớn với một số cây bonsai như cần thăng ghép hoa quả nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc của chị Nguyễn Ngọc có ghi trên tiêu đề ha, quý cô chú anh chị liên hệ hoặc là kết bạn qua Zalo để được hỗ trợ mua hàng sớm nhất nha. Rất là chào chị Ngọc. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đang xem bên là TK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn có về một số mặt hàng nha cô chú anh chị, giấy ngũ sắc ha, cẩm thạch, và một số trang Mỹ hồng ha cô chú anh chị, với một số phôi trang ha. Với em được một cây cần thăng ghép cam Mỹ với trái tắc ha cô chú anh chị. Dạ, số liên hệ của bên nhà vườn em là 0799667521 là số Zalo của em ha. Hiện em ở Hòa Thành, Lê Dung, Đồng Tháp. Dạ rồi, em không mất thời gian của cô chú anh chị nữa, em vô cây số 1 ha cô chú, số 0 ha cô chú anh chị. Cây số 0 là một cây ghép cần thăng ghép cam Mỹ ha, và trái tắc ha cô chú anh chị. Người ta còn gọi là trái hạnh ha cô chú anh chị. Cam này nó trái nó lớn là mình sẽ ăn được ha, quán nước uống rất là giàu vitamin C ha. Rồi trái tắc này mình cũng quậy nước uống rất là ngon ha cô chú anh chị. Rồi em đo thông số. Chiều cao của nó là 47 ạ. Tán ngang của nó là 58 ha. Trái này là trái tắc ha cô chú anh chị. Đây là bên đây là cam Mỹ ạ. Còn lớn nữa không chị? Còn lớn nữa nha cô chú anh chị, nó lớn bự lắm ha. Em đo nguyên cái cụm dưới đây ha. Là nó là 44 ha cô chú anh chị. Cây rất là quái nha cô chú anh chị. Rồi mã số 0 em xin Zalo tới cô chú anh chị là 800.000 ạ. 800.000 là em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình ha, bao sống trong vòng 1 tháng ạ. Tiếp theo là mã số 1 là một cây giấy ngũ sắc ha cô chú anh chị. Gốc thì gốc giấy Mỹ ha, ghép ngũ sắc Thái nha cô chú anh chị. Nó đang lên hoa rất là rực rỡ nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 có chiều cao là 1m9 ạ. Tán ngang là 1m8 nha cô chú anh chị. Cây này nó rất là cao và lớn ha. Bông thì cô chú anh chị mình ở chơi ha, em bao cho cô chú anh chị mình 5 màu nha. Tàn nó rất là dày nha cô chú anh chị. Chi cành thì nó rất là nhiều luôn ha. Rồi hoành này là 32 ha cô chú anh chị. Củ em đo tổng cái củ như vậy là 75 nha cô chú anh chị. Đế một củ nó rất là đẹp ha, rất là quái luôn. Đế nó sổ cái tán này luôn nha cô chú anh chị. Cái này là cô chú anh chị giao còn được ha. Rồi, mã số 1 em xin Zalo đến cô chú anh chị là 2.500.000 ạ. Khi ship em ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị mình nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc ha. Bao sống trong vòng 30 ngày ạ. Tiếp theo là mã số 2 cũng dần là cây giấy ngũ sắc ạ, gốc Mỹ ha cô chú anh chị. Cây này nó rất là cao luôn nha. Rồi mã số 2 có chiều cao là 2m ha, tán ngang 1m8. Hoành này là 31 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị này mua một cặp giấy cao này về trưng trước cửa nhà ha, làm tàn dù ha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà biết uống tàn dù á, mình làm tàn dù ha, rất sau này cây này nó rất là đẹp luôn, tại vì chi cành nó dài là rất là nhiều. Rồi cái củ này là 65 ha. Đế cũng rất là quái ha cô chú anh chị. Rồi mã số 2 em xin Zalo là 2.200.000 ạ. À. Em bao ship toàn quốc ha. Giấy này thường là em ship tới nhà cô chú anh chị mình là nó sẽ rụng bông và rụng lá ha. Mình cứ việc tưới nước trong vòng 10 bữa nửa tháng là nó sẽ đâm đọt ra ha cô chú anh chị. Cái này mình chơi Tết rất là vừa ha. Mã số 3 có chiều cao là cũng là gốc giấy Mỹ, gốc ngũ sắc Thái luôn ạ. Có chiều cao là 1m8, tán ngang này là 1m6 ha cô chú anh chị. Cái tàn nó gom lại là nó rất là đẹp ha cô chú anh chị. Bông thì nó nổi rất là nổi ha. Rồi hoành này là 28 nha. Củ này rất là quái luôn nha cô chú anh chị ha, củ đặc luôn ha. Rồi củ này là 70. Rồi mã số 3 em xin Zalo là 1.700.000 ạ.
lâu lâu mới có một đợt được dạy cây giấy lớn ha cô chú anh chị. Chứ giờ kiếm giấy lớn này cũng kiếm cũng khó ha. Rồi mã số 4 cũng là gốc giấy Mỹ ghép ngũ sắc luôn ạ. À, tàn nó ra rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tàn làm bóng mát rất là ngon ha. Rồi mã số 4 có chiều cao là 1m4, tán ngang này là 1m7 ạ. Bông thì nó ra rất là nổi luôn, nhìn rất là đẹp ha cô chú anh chị. Vì cô chú anh chị mình á, muốn cho dày tàn thêm nữa á, thì mình cứ diệt mấy cái nhánh hồng hồng này mình cứ cắt bỏ bớt ha, là nó sẽ ra đọt nhiều ha, nó sẽ dày lại. Rồi mã hoành này là 27 nha cô chú anh chị, cũ này là 80, cũ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là quái luôn ha. Rồi yes, mã số 4 em xin giao lưu là 1,4 triệu ạ. Khi ship em ship luôn cả chậu cho cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp theo là mã số 5 cũng vẫn là gốc giấy Mỹ ghép ngũ sắc ạ. Thường cái ngũ sắc đó là nó đẹp nó nổi ha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 có chiều cao là 1m4, tán ngang là 1m5, hoành này là 27 nha. Hoành tàn thì cô chú anh chị mình thấy không, rất là đẹp luôn. Đế thì rất là quái ha cô chú anh chị. Chiếc này về đế đẹp đẹp không ha cô chú anh chị. Rồi hoành là 27, cũ này là 65 nha. Rồi mã số 5 em xin giao lưu là 1,1 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 6 vẫn là gốc giấy Mỹ ghép ngũ sắc Thái luôn ha. Rồi mã số 6 có chiều cao là 1m6, tán ngang này là 1m3 nha cô chú anh chị. Hoành này là 25 ạ. Ngũ sắc thường có là màu cam nha cô chú anh chị, màu tím, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phớt hồng ha. Đế này đế rất là quái nha cô chú anh chị, rất đẹp ha. Rồi hoành này là 25, cũ này là 71 ha. Rồi mã số 6 em xin giao lưu là 1,1 triệu luôn ạ. Không? Tiếp theo là mã số 7 cũng vẫn là gốc giấy Mỹ ghép ngũ sắc luôn ạ. Thanh tàn nó rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi mã số 7 có chiều cao là 1m6 ha, tán ngang này là 1m5, hoành này là 27 ạ. Cũ này là 75 nha cô chú anh chị, cũ em đo ra tới cạnh hoài này luôn nha. Rồi mã số 7 em xin giao lưu là 1,400,000 ạ. Tiếp theo là mã số 8, chẳng là gốc giấy Mỹ ghép ngũ sắc Thái luôn ạ. Dìa đế cái này đẹp đẹp không chú anh chị. Mã số 8 có chiều cao là 1m4, tán ngang này là 1m6 ạ. Hoành này là 25 nha cô chú anh chị, thanh tàn nó rất là đẹp luôn ha. Cũ là 60 nha cô chú anh chị. Đế rất là quái luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế này để đặt nha. Rồi mã số 8 em xin giao lưu là 1,200,000 ạ. Tiếp theo là mã số 9. Này là gốc giấy Mỹ ghép tím lửa nha cô chú anh chị. Cái này nó sửa sản nó đang cho ra nụ ha. Này em bao cho cô chú anh chị mình là tím lửa nha. Cái cũ nó rất là quái luôn ha. Rồi mã số 9 có chiều cao là 1m1, tán ngang 1m nè. Hoành này là 30 nha cô chú anh chị, cũ là 65. Rồi cái gốc nó tự nhiên nó chỗ ra mấy cái cục này rất là lạ nha cô chú anh chị, rất lạ luôn ha. Đây. Rồi mã số 9 em xin giao lưu là 1,2 triệu ạ. Rồi tiếp theo là mã số 10 là một cây giấy cẩm thạch ha cô chú anh chị, cẩm thạch hai tầng nha. Rồi mã số 10 có chiều cao là 1m1, tán ngang này là 80, 1m15 x 80. Tím là tím rất là đẹp ha, nó đột biến ra tím quế nha cô chú anh chị. Cẩm thạch mà đột biến này nhánh này là ra tím quế nha.
Hoành này là 24 mà. Cái củ này nó do nó bị lỗi ở đây nha cô chú anh chị, cây lớn nhưng mà em bán giá nó cũng mềm nha. Rồi, em xin Zalo tới cô chú anh chị mình là 500 ngàn thôi. Rồi, tiếp theo mã số 11 là cây cẩm thạch luôn ạ. Cái này chơi bonsai nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 11 có chiều cao là 1m7. Có một chiều cao là 70 ạ. Tán ngang là 60 cô chú anh chị. Kiếm cẩm thạch nó rất là nổi, rất là đẹp luôn ha. Rồi, hoành này là 17 nha. Đế này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chơi bonsai rất là đẹp luôn ha. Rồi, củ là 55. Rồi, mã số 11 em xin Zalo là 400 ngàn ạ. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi mã số 12 cũng vẫn là cây giấy cẩm thạch luôn ạ. Cái này mình chơi bonsai rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chi cành thì nó rất là đều ha. Rồi mã chiều cao của nó là 60, tán ngang là 50. Hoành này là 18 nha, củ là 85. Củ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này về mấy cái cẩm thạch củ cũng rất là đẹp ha, quá ha. Rồi mã số 12 em xin vô luôn là 400 ngàn luôn. Tiếp theo là mã số 13 là một gốc giấy Mỹ ghép cẩm thạch hai màu nha. Màu hồng và màu rồi, đây là màu hồng của nó nha cô chú anh chị, mới đụng nó rụng rồi, và màu tím nha. Cẩm thạch hai màu luôn ha. Rồi chiều cao của nó là 70, tán ngang là 65, hoành này là 17 nha. Đế này cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi củ này 50 nha. Rồi mã số 13 em xin Zalo là 400 ngàn luôn. Cái này hai màu nha cô chú anh chị, cẩm thạch hai màu. Rồi mã số 14. Cái này là gốc giấy Mỹ ghép 4 màu nha cô chú anh chị. 4 màu, chi cành thì rất là đều nha. Đây là màu trắng nha cô chú anh chị. 4 màu là màu trắng nè, màu tím tiết. Và màu tím quế và màu hồng nha. Có 4 màu rất là đẹp nha cô chú anh chị. Màu hồng này nó rất là nổi hết cô chú anh chị. Rồi chiều cao nó là 1m, tán ngang là 80 nha. Hoành này là 20 hết cô chú anh chị. Rồi mã số 14 em xin Zalo là 500 ngàn luôn. Khi ship em ship cả chậu cho tới cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo là mã số 15. Cái này là cây giấy đại phúc hết cô chú anh chị. Cái này là nó rất là siêu hoa luôn nha. Cô chú anh chị mình thấy hồng nó rất là toàn là hoa không ha. Kính cây luôn. Rồi mã số 15 có chiều cao là 1m15, tán ngang là 95. Kính cây luôn ha cô chú anh chị, cái màu của nó rất nổi ha. Hoành này là 18. Củ này rất là đẹp luôn. Rồi mã số 15 em xin Zalo là 400 ngàn luôn. Khi ship vô tới nhà của chú anh chị mình em nói là nó sẽ rụng bông rụng lá bớt nha. Cô chú anh chị mình thông cảm cho nhà vườn em ha. Rồi mã số 16 là một cây giấy tím tiết. Tím tiết siêu hoa nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao của nó là 1m4, tán ngang 1m. Tím tiết của nó màu rất sáng đó cô chú anh chị, rất đẹp ha. Hoành này là 26 ha. Đế thì đế sổ xuống nó đặt rất là đẹp luôn nha. Rồi mã số 20, mã số 16 em xin Zalo là 700 ngàn. 700 ngàn là em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo là mã số 7 là một cây Mỹ Hồng nha cô chú anh chị. Ta gắt này là lớn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 17 có chiều cao là 1m7, tán ngang 1m6 ha. Hoành này là 15 nha cô chú anh chị. Đây nó đang chỗ nụ và chỗ hoa ha cô chú anh chị. Thóp thân này là 60 nha. Rồi mã số 17 em xin Zalo là 600 ngàn. 600 ngàn là em bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 30 ngày ha. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 18. Này thóp thân cao ha cô chú anh chị. Rồi mã số 18 có chiều cao là 1m6, tán ngang 1m6 luôn. Hoành này nó 12 à. Cái màu hồng rất là tươi nha cô chú anh chị. Rất là sáng cái cây ha.
Cái này cô chú anh chị mình mua cái này về chơi Tết nha. Cứ thần rồi mình sẽ tỉa nó đi rồi Tết nó sẽ trổ hoa ha cô chú anh chị. Rồi, thoát thân là 65 và mã số 18 em xin giao lưu là 500.000. 500.000 là em bao ship nha, bao ship tới nhà của chú anh chị mình, cô chú anh chị mình không mắc chi phí nào ha. Tiếp theo là mã số 19. Ngắn là cây Mỹ Hồng luôn ạ. Mã số 19 có chiều cao là 1m8, tán ngang 1m6. Hoành này 15 nha cho cô chú anh chị. Hoành thường em đo ngay trên đây nha. Giờ cô chú anh chị mình cứ đo thoải mái nha. Em có đo chiều hao rồi ha. Rồi, thoát thân này là 60 nha. Rồi mã số 19 em xin giao lưu là 600.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo là mã số 20. Cũng vẫn là cây Mỹ Hồng luôn ha. Mã số 20 có chiều cao là 1m7 nha, tán ngang này là 1m6. Rồi, hoành này là 14 nha cô chú anh chị, thoát thân này là 50. Cây nó rất là năng cây ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 20 em xin giao lưu là 500.000 ạ. Tiếp theo là mã số 21, nhắn là Mỹ Hồng luôn. Cây này, Mỹ Hồng này nó rất là già nha cô chú anh chị. Cái này độ tuổi nó cũng rất là lâu rồi. Người ta trồng đợt đầu tới này tới giờ luôn á. Mã số 21 có chiều cao là 1m6, tán ngang 1m6 luôn. Hoành này là 15 ạ. Thoát thân này là 63. Thoát thân rất là cao ha cô chú anh chị. Cái này em chưa có khai thác đế nha. Vậy cô chú anh chị mình trồng sống khỏe khai thác đế xuống giúp em ha. Rồi mã số 21 em xin giao lưu là 600.000. Tiếp theo là mã số 22. Đó là cây Mỹ Hồng luôn ạ. Cái bầu chiếc này lớn nha cô chú anh chị. Mã số 22 có chiều cao là 1m7. Tán ngang là cũng 1m7 luôn ạ. Chi cành thì nó ra tứ diện nha cô chú anh chị. Mỹ Hồng mà già nha, thường mình cô chú anh chị mình thường cứ yên tâm ha. Rồi, hoành này là 13, thoát thân này là 57 nha. Rồi mã số 22 em xin giao lưu là 550.000 ạ. Tiếp theo mã số 53. Dạng là Mỹ Hồng luôn hả cô chú anh chị. Rồi mã số 53 có chiều cao là 1m8, tán ngang 1m7. Hoành này là 14 nha. Thoát thân này là 55. Mã số 23 thoát thân là 55. Rồi mã số 23 em xin giao lưu là 500.000 ạ. Tiếp theo là mã số 24 ạ. Là Mỹ Hồng luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 24 có chiều cao là 1m7, tán ngang là 1m6 nha. Hoành này là 14 nha cô chú anh chị. Thoát thân này là 60. Đấy, cốt nó rất là thẳng lên ha cô chú anh chị, rất đẹp ha. Rồi mã số 24 em xin giao lưu là 500.000 ạ. Tiếp theo là mã số 25 cũng vẫn là Mỹ Hồng luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 25 có chiều cao là 1m6, tán ngang là 1m8 ạ. À.
chi cành của chú anh chị mình ha, ra rất là đều ha. Rồi, hoành này là 15 nha của chú anh chị, thất thân này là 55. Rồi, mã số 25 em xin giao lưu là 600 ngàn luôn ạ. Tiếp theo là mã số 26, nhắn lại Mỹ Hồng luôn nha cô chú anh chị. Mã số 26 có chiều cao là 1m6, tấn ngang là 1m8 nha. Quanh này là 14 luôn ạ. Thóc thân này là 55 nha cô chú anh chị. Cây này có củ đế nè, đây em chưa khai thác mà nó lòi củ đế lên đây ha. Cô chú anh chị mình thấy không, củ đế rất là lớn nha. Rồi, mã số 26 em xin giao lưu là 500 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 27 là phôi nha cô chú anh chị. Cái này là phôi trăng đỏ nha. Rồi, cao xuống đây là 47 ạ. Rồi, hoành em đo trên ngay vị trí này nha, là 17,5 cái 17 nha. Củ nó rất là đặc luôn ha cô chú anh chị. Rồi, dán nó dán bài ha. Rồi, mã số 27 em xin giao lưu là 250 ngàn ạ. Em bao ship cho cô chú anh chị mình nha, bao ship toàn quốc. Này em cũng bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 30 ngày nha. Mã số 28 cũng vẫn là phôi đỏ luôn ạ. Rồi, chiều cao của nó là 50. Rồi, hoành đo ngay vị trí này cũng 17 nha cô chú anh chị. Đế này rất là lực ha, đế đặt đều đất hết trơn ha. Cái này em còn để nguyên cái bầu đất cho coi cây nó phát rất là khỏe nha, chứ em không có khui luôn nguyên cục đất ra ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 28 mình xin vô luôn là 250 ngàn luôn. Tiếp theo là mã số 29, nhẫn là phôi đỏ luôn ạ. Chiều cao của nó là 40. Rồi, hoành em đo ngay vị trí này đây, 18 nha. Đế rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cộng nào nói nó bự bự không ha. Rồi, mã số 29 có giá là 250 ngàn luôn ạ. 250 ngàn là em bao ship nha, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, chiều cao của nó là 45. Hoành em ở vị trí này là 19 đi ha, 19 gửi cả 19, em chiều hao cho cô chú anh chị mình luôn. Này, đế cô chú anh chị mình thấy rất là nhiều nha. Rồi, mã số 230 em xin giao lưu là 250 ngàn. Tiếp theo mã số 31 vẫn là phôi đỏ ha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 40 ạ. Này, hoành đang ở chí này là 15 nha. Đế này nằm ra rất là đẹp nha cô chú anh chị, củ rất là đặc luôn ha. Rồi, mã số 31 em xin giao lưu là 200 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 32 vẫn là phôi đỏ nha. Chiều cao nó là 340 ạ. Hoành em đo ngồi chí này là 15 gửi cả 15 nha. Đế rất là nhiệt đặc luôn nha cô chú anh chị, đế rất lớn ha. Rồi, mã số 32 em xin giao lưu là 200 ngàn. Tiếp theo là mã số 33. Cái này là phôi vàng nha cô chú anh chị. Chiều cao xuống đây là 35. Hoành đo ngồi chí này là 15 ha. Đo tổng luôn cái đế này luôn nha. Đây, 45 thôi ha cô chú anh chị. Đế rất đẹp nha. Rồi, mã số 33 em xin giao lưu là 300 ngàn. Đế nằm xuống rất là đẹp luôn ha. Tiếp theo là mã số 34 vẫn là phôi vàng luôn. Rồi, chiều cao xuống đây là 37. Hoành ngay vị trí này là 17 gửi. Cái 17 thôi nha, gần 18 luôn. Đế đều mặt cho ha. Rồi, mã số 34 em xin giao lưu là 150 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 35, vẫn là phôi vàng luôn. Chiều cao của nó là 35. Rồi, hoành này vị trí này là 19 nha. Đây đều mặt gần với cái này ha, rất là nhiều luôn ha. Rồi, mã số 35 anh xin giao lưu là 150 ngàn ạ. Tiếp theo là mã số 36, vẫn là phôi vàng luôn.
Chiều cao hôm nay là 35. Rồi hoành ngay vị trí này là cái như 18 đi, gần 19 luôn nha cô chú anh chị. Đế rất là lực ha. Rồi mã số 36 có giá là 200 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 37, nhắn là phôi vàng luôn ạ. Chiều cao của nó là 32. Rồi hoành vị trí này là 21 nha. Rồi, xuống dưới đây mà cũng có đế nữa nha cô chú anh chị. Rồi mã số 37 có giá là 250 ngàn. Tiếp theo mã số 38 nhắn là phôi vàng luôn. Chiều cao của nó là 30. Rồi hoành vị trí này là 21, 20 đây, 20 nha cô chú anh chị ha. Đế rất là nhiều ha. Rồi mã số 38 có giá là 200 ngàn luôn, em bao ship luôn. Mã số 39 nhắn là phôi vàng. Chiều cao của nó là 25. Rồi hoành cái vị trí này là cái 20 nha cô chú anh chị, 20 gửi cái 20 nha. Đế nó rất là đặc nha cô chú anh chị. Rồi mã số 39 có giá là 200 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 40 nhắn là phôi vàng luôn ạ. Chiều cao của nó là 30. Rồi hoành ngay vị trí này là 19 gửi cái 19 nha. Đây chỗ này có đế nha cô chú anh chị. Đế rất nhiều ha. Rồi mã số 40 có giá là 150 ngàn. Tiếp theo mã số 41 là phôi vàng luôn. Chiều cao của nó là 40 ạ. Rồi hoành ngay vị trí này là 20 nha. Đế rất là đặc nha cô chú anh chị. Đây, nó cứng cứng cây nha, cứng đế chân ha. Rồi mã số 41 có giá là 200 ngàn. Tiếp theo là mã số 42 vẫn là phôi vàng luôn. Chiều cao của nó là 27. Rồi hoành vị trí này là 19 rưỡi cả 19 luôn nha. Để đặt nha cô chú anh chị. Rồi mã số 42 có giá là 200 ngàn luôn. Bao ship luôn, bao ship nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc ha. Rồi chiều cao của nó là 35. Hoành ngay vị trí này là 19 rưỡi cả 19 luôn. Vàng này nó rất là dài nha cô chú anh chị, nứt da chân ha. Rồi mã số 43 có giá là 200 ngàn luôn. Mã số 45 là phôi vàng ạ. Chiều cao của nó là 30. Rồi hoành ngay vị trí này là có như 19 luôn ạ. Rồi mã số 45 có giá là 150 ngàn. Mã số 44 rồi chú chị, nãy em nhảy mã nha. 44 là phôi vàng luôn ạ. Chiều cao của nó là 40. Hoành ngay vị trí này là 17 gửi, cả 17 thôi chứ gần 18 luôn ha. Em đo xuống đây có thể là 18, 18 mấy luôn. Rồi mã số 44 này có giá 150 ngàn. Tiếp theo mã số 46 là phôi chân vàng luôn ha. Này tông cao nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 70 ạ. Rồi hoành ngay vị trí này là 21 nha. Đế này rất là đặc nha cô chú anh chị, đều mặt đất hết trơn ha. Rồi mã số 46 có giá là 300 ngàn. Rồi tiếp theo em sẽ giao lưu cô chú anh chị là một cây trang lớn ha cô chú anh chị. Cây trang lá nhỏ, trang đỏ, trang lớn ha. Trang này rất là lớn nha cô chú anh chị. Này là một, đây là hàng bụi nha cô chú anh chị. Tàn nó rất là nhiều luôn, rất là đặc cây ha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 2m4 nha cô chú anh chị. Tắc ngang này là 2m8 ha. Trang này là trang đỏ xưa như của mình nha cô chú anh chị. Trang này nó rất là lâu năm rồi. Nó nằm trên chắc cỡ 30 năm á. Cái này thoát thân cái này cũng rất là cao nha. Thoát thân xuống tới đây là cả 90 nha cô chú anh chị.
Đây cái thân cây nó cũng rất là lớn nha. Em đo hạo thử một thân nha. Rồi, em đo ngay cái vị trí này là 18 nha. Một thân là thôi chứ cái thân này cũng có. Cái này là hàng bụi nha cô chú anh chị. Cái này là sáu thân hả cô chú anh chị. Cái này một bụi này được 6 thân nha. Cái này có một nhánh đột biến ở trên nha cô chú anh chị. Đột biến ra lá lớn nha. Đột biến ra lá chung á. Đỏ này là đỏ đậm nha cô chú anh chị, đỏ xưa rồi đó đó. Rồi, cái cây này em sẽ bao 200 km nha. Em sẽ bao chú anh chị 200 km là có giá là 17 triệu nha cô chú anh chị. Vậy cô chú anh chị mình ở xa nữa thì cứ sẽ thương lượng giá cả sau ha. Giá cả tiền ship sau nha cô chú anh chị. Cây này rất là lớn. Nà, mã số 47 này cũng là mã số cuối clip của em nha cô chú anh chị. Dạ em cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã trong thời gian qua tin tưởng và ủng hộ nhà vườn của em ha. Em cũng rất mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ em clip này nữa. Em xin chào và cảm ơn ạ.